Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy toán lớp 7 thực hiện phép tính. Thì đây là thầy cho một cái đề như thế này. Hai cái này chia nhau. Hai cái số mũ này chia nhau. Thì cái này chúng ta thấy là cái hai cái này thì nó là cái cơ số, cái phần ở trong cái mặt này gọi là cái cơ số. Cái này là cơ số trừ 3/5 và 9/10 là cơ số. Rồi cái số 7 ở trên là cái mũ, thì này chia nhau mà chúng ta thấy là hai cái mũ giống nhau. Hai cái mũ giống nhau thì chúng ta sẽ đưa chung vô, chúng ta sẽ đưa chung vào, chúng ta sẽ lấy cái mũ chung. Như vậy là trừ 3/5 ta chia cho 9/10 và lấy cái mũ chung là 7. Lấy mũ chung là 7. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ làm gì đây? Chia hai phân số với nhau, chúng ta làm đúng mặt. Chia hai phân số với nhau thì chúng ta sẽ giữ nguyên cái phân số đầu tiên, giữ nguyên phân số đầu tiên này, và chúng ta sẽ nhân đảo ngược cái phân số này lên là dấu chia thành dấu nhân, và 9/10 thì bây giờ nó trở thành là 10/9. Cái mũ này chúng ta vẫn giữ nguyên. Thì ngay chỗ này thì chúng ta ghép vào, chúng ta tử nhân tử, mão nhân mão. Thì chúng ta thấy ở trên này là có con số 3, ở dưới này có con số 9. Thì chúng ta đơn giản đi như vậy, chúng ta sẽ còn con số 3 ở dưới. Con số 3 ở dưới. Và trên là con số 10, con số 10 dưới là con số 5. Ta lấy 10 ta chia cho 5 như vậy. Ở trên là còn con số 2. Được không? Còn dấu trừ này vẫn giữ nguyên, cái mũ này vẫn giữ nguyên. Đây, như vậy thì cái trên là con số 2 này. Đó, dấu trừ này vẫn giữ nguyên, còn dưới là số 3, mũ 7. Thì ngay chỗ này thì chúng ta sẽ có gì đây? Trừ 2 này là mũ 7. Chúng ta tách nó ra, con số 7 thì nó cái mũ này nó ảnh hưởng của con tử, và nó ảnh hưởng bởi con mão luôn. Như vậy thì chúng ta sẽ có là chỗ này là trừ 2 mũ 7. Như vậy chỗ này thì chúng ta nhớ, chúng ta đóng ngoặc lại nha. Nhiều em là hơi xa, thỉnh thoảng sai chỗ này, không đóng ngoặc lại. Nếu như không đóng ngoặc lại thì cái con số 7 này nó ảnh hưởng bởi con số 2 này thôi. Nó có một quan hệ số 2 này thôi, còn dấu trừ này không có. Cho nên chúng ta phải ở cái trạng thái như thế này thì là con trừ này nè, nó ảnh hưởng bởi cái mũ 7. Cho nên chúng ta sẽ đóng cái ngoặc này lại. Đóng ngoặc này lại. Và từ đây thì đây là cái mũ lẻ. Đây là số 7 là mũ lẻ. Mũ lẻ thì cái dấu trừ này nó luôn luôn nó vẫn còn lại. Còn nếu như ngay chỗ này là mũ chẵn á, mũ chẵn ví dụ như là 2, 4, 6, 8 á, thì cái dấu trừ này nó sẽ là mất đi. Thì qua đây thì cái dấu trừ này chúng ta để ở đây, hoặc chúng ta đem xuống đây cũng được. Là ra cái kết quả như thế này. Thế là tóm lại cái bài chỗ này thì chúng ta sẽ có cái gì cần lưu ý nào? Đây cái chỗ này, cái mũ giống nhau, mũ giống nhau thì chúng ta gom chung cái hai cái cơ số lại với nhau, chúng ta lấy cái mũ chung. Vậy cái chỗ này thôi chứ không có gì khó hết. Còn là chia hai phân số với nhau thì nhân đảo ngược thì thôi. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học để thi, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy giải rất nhiều các đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.